Audio Jungle. Chào các bạn, thì clip này mình hướng dẫn các bạn về xử lý cái tình trạng mà sâu độc thân nó độc vào thân bơ á. Thì biện pháp này cũng rất là đơn giản thôi. Thì bà con có thể là mua thuốc sâu với bông gòn. Chúng ta bắt đầu hướng thành là khơi cái lỗ ra. Thì chúng ta lấy bông gòn, chúng ta quấn một cây. Chúng ta nhúng thuốc sâu á, chúng ta nhét vào cái lỗ đó. Nói chung là cái lỗ chúng ta móc ra hết đi, cho chiều sâu sâu cái nào chúng ta nhét cái đó. Nhét càng sâu càng tốt. Thì lúc đó liều lượng thuốc sâu nó chúng ta để trong đó luôn thì nó tấn công và làm cho sâu độc thân nó sẽ chết đi. Thì lúc sau xong chúng ta mua loại những loại mạnh á, như 650 EC đó, những loại đó nó gồm có 2 đến 3 hợp chất á, thì chúng ta nhét vào thì nó sẽ chết nhanh hơn, hiệu quả cao hơn. Thì đây mình quay sơ và con xem về cái phương pháp mà xử lý cái bệnh sâu độc thân bơ. Đây là phương pháp nó đơn giản và hiệu quả nhất á. Đó, cái này chúng ta khử hết thì chúng ta nhét bông gòn vào đó. Thì clip này mình quay cho bà con xem về hai phương pháp. Thứ nhất là xử lý cái bệnh sâu độc thân ở trên cây bơ. Và cái thứ hai nữa là bệnh xì thối gốc ở trên cây bơ bút. Thì clip này mình quay cũng rất là dài nên các bạn cứ quan tâm và theo dõi đăng ký kênh. Đó, các bạn xem, chúng ta nhét vào, nhét sâu vào, chúng ta nhét luôn mà để giữ nguyên bông gòn đó nha. Thì cái này đòi hỏi chúng ta khi mà nhét chúng ta cũng đảm bảo cái công tác là an toàn. Thứ nhất là thuốc sôi chúng ta thuốc sâu á, nói chung nó cũng hơi độc hại nên chúng ta cần có găng tay và bảo quản đầy đủ. Thì clip này mình làm thì mình cũng nhét sơ vào đó, nói chung là khi mà cần nhắc cho mọi người chúng ta thì nên có bảo hộ lao động cho tốt nha. Chúng ta nhét sâu vào đó, càng sâu càng tốt. Thì nó nhét vào sâu khoảng cỡ vài tiếng đồng hồ thì sâu sẽ chết trong đó luôn. Và mình khi mà con là cây bơ chúng ta nên phòng phun thuốc từ sâu côn trùng chích thuốc định kỳ để tránh tình trạng mà khi đọt non nó ra thì nó bị chích. Cái thứ hai nữa là giai đoạn chúng mình làm bông, như cây bơ này chúng mình làm bông rồi thì mình khi mà con chúng ta nên bón lăng để kích thích cho quá trình nó phân hóa mầm hoa cho năm mới 2018. Còn ở sau clip này thì mình quay về cái cách mà xử lý về cái bệnh thối gốc xì mũ ở trên cây bơ bút 7. Xin cảm ơn bà con. Bà con cứ theo dõi clip này nha. Mình quay cũng rất là dài và chi tiết. Thì những ai mà chưa có kinh nghiệm về cây bơ thì cứ tham khảo clip nha. Cái bơ ra là dao, nếu chúng ta có đục thì chúng ta dùng cái đục cũng được. Đó là cách đó. Đây là mình sẽ khư và có cái bơ nó bị thối đó, mưa xuống bị nắm thối đó. Bắt đầu mình sẽ cạo hết những cái vết này. Mình nhắc lại với bà con chúng ta nha, có nghĩa là khi bà con cạo cái cây bơ đó, là bà con cạo hết cho mình cái phần đen nha. Như clip đó, bà con cạo hết luôn phần đen đó, có nghĩa là cạo chừng nào chúng ta thấy trắng thì thôi, là tới đó chúng ta dừng, không có cạo nữa. Thứ nhất, cái bệnh này đó, chúng ta khi mà khắc phục xong nó sẽ liền da nên bà con yên tâm đi, nó sẽ hồi phục lại. Bà con quét thuốc cho mình thì nếu mà cây nặng quá thì 7 ngày bà con quét lại cho mình, có thể 5 ngày quét lại một lần cũng được, nó không ảnh hưởng gì hết. Quan trọng là thuốc với cái kỹ thuật bà con quét á. Cái này mình quay rất là chi tiết nha bà con, thì bà con cứ xem và tham khảo nha. Nhớ là cạo cho hết cái cây bơ luôn nha, chúng ta quét kín luôn, quét y như là sân nhà chúng ta quét kín hết. Rồi sau một thời gian khoảng 5 ngày 7 ngày chúng ta thử quét lại lần hai. Và cái việc bệnh này hầu như tất cả vườn bơ chúng ta cũng hay bị lắm, cái này bị nấm. Thì qua clip này mình hướng dẫn để cho bà con xem và tham khảo. Và một lần nữa mình cũng mong bà con đăng ký kênh thì để cho mình có những động lực mình quay những video tiếp theo cho bà con xem về nông nghiệp, làm những video hay để cho con tham khảo. Thì một cái lượt chia sẻ và đăng ký của bà con á thì mình sẽ là một cái niềm vui lớn khi mình quay những clip về nông nghiệp cho bà con xem. Thì bà con cứ tham khảo và clip mình quay cũng rất là dài. Đây là cây bơ, nói chung là cũng được gần 2 năm tuổi thôi mà bị hiện tượng ngay gốc này. Nói chung cây bơ lên nó bị ngay gốc này chúng ta đều sót hết, thì nó thối gốc là nó chết thì mất công phí 2 năm mà ở trên rất là tươi tốt và đẹp, mà gốc nó bị xì này thì không có. Nên mình quay cho bà con lưu ý là những ai chưa bị chúng ta phải phòng, còn những ai bị thì có thể là nhìn theo cách này chúng ta tham khảo và chữa bệnh. Thì một lần nữa bà con lòng đăng ký kênh, thì qua clip này mình sẽ hướng dẫn cụ thể bà con. Xin cảm ơn bà con đã quan tâm và theo dõi clip này.